Cho nên là việc học đối với lại thầy thì các bạn hết sức nhẹ nhàng, tại vì tất cả mọi thứ thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thành ra là nếu thầy ơi chỗ lệnh CK em không hiểu, lệnh IF em không hiểu, hoặc là một cái cấu trúc nào đó em không hiểu, thì các bạn phải làm các bạn mới nói được. Còn nếu mà trong quá trình học mà các bạn không đụng vô DeepSeek là gì, còn không biết nó là cái gì, nghe nó rất là lạ, nên là không có cách nào hỗ trợ các bạn cả. Trong bài hôm trước của mình, chúng ta đã hoàn thiện được 3 chức năng và chúng ta có tổng cộng 10 chức năng. Thì việc của chúng ta chỉ có copy ra thôi. Ở đây 3 chức năng thì chúng ta sẽ copy ra để cho nó thành 10 chức năng. Đó. Và thực ra copy thì copy, nhưng mà các bạn cũng hiểu được là với mỗi chức năng, hiện nay chúng ta chưa học về khái niệm về hàm, mà chúng ta chủ yếu là gom code lại những cái đoạn code mà nó cùng một công việc thì chúng ta gom lại chung với nhau thôi, chứ chúng ta chưa nói gì về hàm cả. Thì chúng ta chỉ có làm như vậy thôi. Và nếu như mà bạn nào tìm hiểu được hàm là gì, tại sao nó trả về kiểu void, tại sao nó trả về kiểu int, thì khuyến khích. Còn nếu mà các bạn chưa hiểu thì chúng ta chỉ đơn giản rằng, ví dụ chỗ này chúng ta sẽ có một cái chức năng 4 và chúng ta sẽ gom tất cả những cái đoạn code liên quan đến chức năng 4 lại với nhau. Thì chúng ta gom bằng cách chúng ta bỏ vô một cái cụm. Cái cụm này chúng ta sẽ có kiểu trả về là void và chúng ta đặt tên cho cái đoạn code này là chức năng 4. Mở đóng ngoặc tròn, mở đóng ngoặc nhọn, enter xuống. Và các bạn phải chắc chắn rằng cái đoạn code của bài 4 nó sẽ nằm ở trong cái dấu ngoặc ngoặc nhọn. Mình có dấu ngoặc nhọn thì bắt buộc mình phải viết bên trong dấu ngoặc nhọn, giống như là những cái gì đó thuộc trong nhà của mình. Ví dụ như bạn cầm cái túi xách đi ha, những bạn đi du lịch đi, những cái tư trang, những cái vật dụng của các bạn đã để hết ra bàn rồi, để hết ra một cái giường của mình rồi, và mình xách cái túi xách đi thôi. Như vậy thì tất cả những gì mà các bạn bỏ trong túi xách thì nó mới đi theo bạn. Còn nếu mà những gì mà các bạn đặt hết ra bên ngoài trên giường của mình để mình chuẩn bị đó, nhưng mà các bạn không bỏ vô trong túi xách thì khi các bạn xách đi nó cũng không liên quan với nhau. Đơn giản vậy thôi các bạn nhé. Như vậy trong này thì chúng ta sẽ có cái lệnh là lệnh print. Print này thì các bạn chuẩn bị sẵn một cái lệnh print nháy kép chấm phẩy. Và chúng ta sẽ copy cái chức năng này ra thành chức năng 5. Tại vì sao thầy không đưa test vô? Tại vì tí nữa mình sẽ thêm nhiều cái chức năng nữa thì mình cứ copy ra trước đi. Chức năng 4, chức năng 5, chức năng 6, 7, 8, 9 và chức năng 10. Những việc mà chúng ta đang làm ở đây rất dễ. Nếu mà bạn nào không có quen thì các bạn cảm giác là không biết mình phải viết gì. Còn nếu mà các bạn đã quen rồi thì cực kỳ dễ. Mình viết mình không cần suy nghĩ luôn các bạn. Rồi chức năng 1 mình cho nó nhỏ, 2, 3, 4, 5. Cái nào mình viết rồi thì mình cho nó nhỏ lại. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái lệnh shift key, tạm thời mình cho nó nhỏ luôn. Lý do là gì? Để thầy copy ở trên này xuống cho nó nhanh. Mình nhìn thấy mình copy cho nó nhanh. Lúc nãy thầy có lệnh print thôi, khỏi, thầy copy lại cái lệnh này luôn. Ok. Chức năng 4. Chức năng 5. Ctrl C. Chức năng 5. Chức năng 6. Chức năng 7. Chức năng 8. 9 và 10. Đó, như vậy thì các bạn thấy là mình đã có 10 chức năng với 10 cái hàm. Khái niệm về hàm mình chưa biết thì mình cứ làm theo, chưa cần các bạn hiểu. Bạn nào hiểu càng tốt. Và bây giờ đến cái lệnh shift key, chúng ta sẽ quay lại đây. Mình đã có được 3 chức năng rồi thì mình cứ copy nó ra để cho nó thành 10 chức năng.
Nhớ là đối với lệnh key của mình không cần mở ngoặc đóng ngoặc, mà chỉ cần viết sau key đến press là tất cả những lệnh này nó thực thi từ trên xuống dưới. Chỗ này chúng ta không cần mở đóng ngoặc ha. Lệnh shift thì cần phải mở đóng ngoặc, nhưng mà riêng trong cái phần key thì không cần. Chúng ta sẽ có 3 nữa là 9. Rồi ok. Chức năng 1, 2, 3, 4. Đây là chức năng 4. Nếu là chọn số 5 thì chúng ta sẽ gọi chức năng 5. Chọn số 6, chức năng 6. Chọn số 7, chức năng 7. Chọn số 8, chức năng 8. Chọn số 9, chức năng 9. Chọn số 10, chức năng 10. Và cuối cùng, ở trong cái lệnh shift key này, chúng ta đang đưa ra những trường hợp chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy nếu người ta không chọn từ 1 đến 10, mà người ta chọn 0, chọn 11, thì mình sẽ làm gì? Nếu mà mình chọn ngồi cái khoảng này, thì mình sẽ thông báo cho người ta là gì? Default. Default tức là những trường hợp còn lại không nằm trong các cái key này. Từ 1 đến 10 là mình đã lựa chọn. Còn những trường hợp còn lại thì mình để là default. Nếu là default thì chúng ta sẽ in ra một câu. In ra một câu. Câu này là câu gì? Hãy chọn chức năng từ 1 đến 10. Mình chỉ thông báo cho người ta vậy thôi. Hãy chọn chức năng từ 1 đến 10. Và bài này của chúng ta thì mới chỉ giai đoạn đầu là chúng ta đang tạo ra một cái menu, và menu này chỉ hoạt động một lần. Còn ở phía trên cái chương trình chính, thầy dùng while để cho nó lặp lại, nhưng cái này chủ yếu là dùng để test thôi, để mình chạy thử thôi. Còn nếu mình chạy thiệt thì mình sẽ kiểm tra là bạn có tiếp tục không. Nếu có thì tiếp tục, nếu không thì thoát. Thì mình phải thêm cái bước đó nữa. Bây giờ mình chạy thử cái đoạn này để mình xem thử là nó hoạt động đúng ý của mình chưa cái đã. 1 là F9, rồi F10, 2 là chúng ta nhấn F11. Và chức năng của chúng ta chọn 1, nó sẽ in chức năng 1 và nó in lại menu. Bởi vì mình dùng lệnh while mà. Còn có nhiều bạn nói thầy ơi em muốn clear cái menu này đi. Ok. Nhưng mà đến giờ này thầy chưa yêu cầu. Chúng ta chỉ cần in ra được, chọn chức năng 1 in ra được số 1. Chọn chức năng 2 in ra 2, chọn 3 in ra 3, 4 ra 4, 5 ra 5, 6 ra 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nó kêu là hãy chọn chức năng từ 1 đến 10. Và chỗ này nó lại in ra cái này nữa thì nó không đẹp. Ha. Thì mình có rất là nhiều cách. Giả sử chỗ này, trước khi mà các bạn in cái này ra, các bạn xịt N một cái để cho nó xuống dòng. Thì khi mà chúng ta chạy tiếp thì nó sẽ tự động cách dòng, nhìn nó đẹp hơn. Chọn 11. Chỗ 11 này thì nó xuống một dòng. Xuống một dòng, nhưng mà ở cái chỗ này nó chưa xuống nè. Nó xuống so với hồi nãy rồi, nhưng mà nó chưa cách dòng, nó cũng chưa đẹp. Thì lúc này ở cái chỗ này chúng ta sẽ xuyệt thêm N ở đây. Như vậy chúng ta có nhu cầu ở đâu thì chúng ta sẽ thêm ở đấy. Và chúng ta nhìn kết quả để chúng ta sẽ biết cách để chúng ta thêm ở đâu. Như vậy đây là cơ bản chúng ta đã hoàn thành được phần menu. Kịp chỗ này không? Chỗ này chúng ta chỉ bổ sung bữa hôm trước thôi, chưa có gì mới cả. Đây mới là mới. Chúng ta sẽ có thêm ở chỗ này, không phải là while liên tục. Cấu trúc của chúng ta
cấu trúc của chúng ta nó có một lệnh là why, là kiểm tra rồi làm, và nó có một lệnh nữa là vô làm trước rồi mới kiểm tra. Kiểm tra rồi mới làm, làm trước rồi mới kiểm tra. Như vậy đối với lại cái bài menu này, theo các bạn là làm trước rồi kiểm tra hay là kiểm tra rồi mới làm? À, làm trước, vô hiển thị ra cái menu cho người ta chọn chức năng cái đã, rồi mới hỏi người ta là có tiếp tục hay không. Nếu tiếp thì đi tiếp, nếu không thì thôi. Rồi, như vậy thì ở chỗ này mình đang nói đến chữ kiểm tra. Kiểm tra, kiểm tra mình hỏi là có tiếp tục không, sẽ được trả lời bằng có, không. Nhưng mà có, không trả lời gõ nó dài, C hoặc K là đủ. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ khai báo trả lời character, trả lời, và bạn lấy một ký tự thôi. Đối với lại character, một ký tự, bởi vì mình chỉ lấy ký tự có hoặc không thôi. Được không nào? Và xuống đây chúng ta không dùng lệnh why, mà các bạn sẽ dùng lại một cái cấu trúc mới. Thứ nhất là do, là làm. Mở ngoặc nhọn, tự động nó đóng ngoặc nhọn. Và dưới này các bạn sẽ why ở dưới này. Why. Được chưa nào? Và why cái gì? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm so sánh. STR là string, CBM, CMB chứ hả? Combine. Chúng ta sẽ sử dụng một cái đoạn code để chúng ta so sánh chuỗi. Đoạn code để so sánh chuỗi, STR combine. Như vậy ở cái đoạn code này thì nó sẽ cho chúng ta kết quả là gì? Ví dụ chúng ta có là B1 là chuỗi thứ nhất, B2 là chuỗi thứ hai, thì ở trong này nó sẽ return nếu như mà hai cái chuỗi này mà không bằng hoặc là bằng, thì chúng ta sẽ đây dùng cái này trong C đi cho nó dễ thấy. Mình có chuỗi thứ nhất là STR1, chuỗi thứ hai STR2, và mình có một cái biến trả lời của cái hàm là so sánh STR1, STR2. Nếu như cái biến này nhỏ hơn 0 thì chuỗi 1 là ngắn hơn chuỗi 2. Nếu như lớn hơn 0, chuỗi 2 ngắn hơn chuỗi 1. Nếu như bằng 0 thì hai chuỗi này bằng nhau. Chỗ này nó nói ngắn hơn là chưa đúng các bạn. Hai chuỗi giống nhau, chứ này không phải so độ dài. Ok. Như vậy thì khi các bạn search lên trên mạng mà các bạn thấy một cái đoạn code thì đôi khi các bạn đọc nó cũng chưa chính xác lắm các bạn. Sử dụng cái từ ngắn hơn là chưa chính xác. Ngắn hơn là khi nào các bạn dùng len thì mới có đo độ dài. Chỗ này chúng ta so sánh giống nhau. À, thì chỗ mà bằng 0 chúng ta sẽ so sánh bằng 0 trước. Bằng 0 tức là giống nhau, hai đoạn giống nhau. Chúng ta chỉ quan tâm đến chỗ đó thôi. Chúng ta chỉ quan tâm đến mỗi mà cái lệnh là STRCMB. Nếu bằng 0 thì giống với cái mà chúng ta cần. Chúng ta chỉ quan tâm đến chỗ đó thôi. Còn cái đoạn code này thầy sẽ nói lại sau. Tại vì đoạn code này chưa chính xác nha. Tại vì sao mà thầy search trên mạng để cho các bạn phải hình dung được là cái tài liệu này nè. Ở trên mạng, ví dụ như bây giờ các bạn đi, các bạn muốn làm một trang web, các bạn đưa thông tin lên được không? Chính các bạn ngay bây giờ học com 104, có IT 101 rồi. Đến cái bài gì? Google gì? Đúng rồi, chính xác. Google Site là bạn có thể build một cái trang web mà dựa trên cái sụp của Google và bạn đưa tài liệu lên. Như vậy bạn muốn đưa gì đưa ha, tài liệu này chưa chính xác cái chỗ mà bằng nhau. Và chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái gì? Quan tâm đến CMB của cái trả lời này so với gì? Có
hoặc là không. Đây, bây giờ mình để có là viết thường trước đi, rồi tí nữa nếu mà trong trường hợp viết hoa thì sao. Đó, bây giờ mình viết thường trước. Chỗ này mình sẽ có chữ menu là một, tức là làm trước hiện thị ra cái menu. Rồi sau đó chúng ta sẽ hỏi thử có tiếp tục hay không. Print. Bạn có tiếp tục không? Bạn có tiếp tục không? Chỗ này chúng ta sẽ mở ngoặc có không để cho người ta hình dung được là người ta sẽ gõ cái gì. Người ta sẽ gõ cái gì ở đây? Mình ghi là chữ hoa. Thì tí nữa mình trả lời, thì mình trả lời chữ thường trước, rồi sau đó chúng ta sẽ thêm một cái đoạn nữa là trả lời chữ hoa. Và chúng ta sẽ sử dụng scan F trả lời là thuộc kiểu dữ liệu gì? Phần trăm gì ở đây? Phần trăm. À, chúng ta đang sử dụng ở đây là một ký tự thì nó là dạng string, thì chúng ta sẽ phần trăm s phẩy trả lời chấm phẩy, và chúng ta sẽ kiểm tra ở đây. Và các bạn có thể sẽ thử chạy trước xem thử có đúng yêu cầu của mình hay không. Chúng ta chọn chức năng 1 và nó hỏi là bạn có tiếp tục không. Chúng ta chọn có là chữ C. Enter. Vậy đúng hay sai? Vậy thì làm sao để đúng? Compare. Đủ chưa? Compare này nó sẽ cho ra số. Số 0. Bởi vì bằng nhau là 0. Mà 0 là sai. Sai thì nó quá. Vậy làm sao để nó đúng? Nó quay lại. À, chú ý chỗ này nha. Chỗ này là một cái vấn đề. Chỗ này là một cái vấn đề hết sức quan trọng của chúng ta. Nếu như chỗ này, bây giờ mà bạn hiểu chỗ này giúp thầy nè. Lệnh do while là khi nào đúng thì nó sẽ lặp lại. Mà đúng là gì? Đúng là 1. Sai là 0. Được không? Đúng là 1, sai là 0. Mà cái lệnh mà str compare này lúc nãy mình nói là hai chuỗi này mà giống nhau nó trả ra cái gì? Trả ra 0. Mà 0 là tương đương với sai, mà sai thì nó thoát. Bây giờ làm sao cho nó quay lại? À, 1 là đổi trong ngoặc kép thành chữ K. Mà nếu mà chữ K nó quay lại thì nó cũng hơi vô lý. Tại vì làm như vậy thì nó không có logic về cái mặt ý tưởng lắm. Cho nên chỗ này, nếu trong trường hợp mà chúng ta so sánh cái này bằng 0 thì quay lại. Có nghĩa là trả lời của chúng ta nếu mà gõ chữ C. C thì có bằng C không? Bằng C. Bằng C là ra số 0. Mà số 0 chúng ta so sánh bằng 0 là đúng hay sai? Đúng, đúng thì quay lại. Được chưa? Rồi từ từ, tí nữa thầy sẽ chạy debug cho các bạn thấy. Bây giờ mình chạy trước nha. Mình chọn chức năng 1 và mình chọn có. Ok, quay lại. Đúng yêu cầu chưa? Đúng ý chưa? Bây giờ thầy sẽ chạy debug cho các bạn thấy nha. Bây giờ chỗ này thầy sẽ lấy in kết quả bằng và chỗ này thầy lấy kết quả thầy so sánh, chứ thầy không có lấy cái CMB đó nữa. Bây giờ thầy sẽ đưa ra đây. Thầy lít chuột vô đây. Lít chuột vô đây. Được chưa?
Và ở phía trên này nó có một cái nút, thay vì là bạn chạy run là bên này là F11. Ở phía bên này bạn có một cái debug là F5. Thấy nó ra giao diện cũng giống ha. Bây giờ mình chọn 1, xong mình chọn có, được không? Enter. Thì khi mà bạn chọn có xong enter thì nó không chạy tiếp, mà nó sẽ chạy đến điểm nêu. Cái này người ta gọi là breakpoint, tức là điểm bẻ gãy cái dòng mà bạn đang chạy thì gọi là breakpoint. Và nó sẽ dừng ở đây. Vậy khi mà nó dừng ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy kết quả của mình. Kết quả. Được chưa? Kết quả ở đây chúng ta sẽ đi tiếp xuống một lệnh. Nó nhảy đâu mất tiêu rồi. À, ở chỗ này các bạn dùng cái lệnh print. Chỉ để cho nó dừng lại thôi. Mình không làm gì hết. Để cho nó dừng lại. Bạn sẽ biên dịch. Biên dịch lại why kết quả. Rồi ok, hiểu rồi. Tại vì kết quả mình khai báo bên trong cho nên nó không có nhận được các bạn. Kết quả. Tại vì kết quả này là mình khai báo bên trong cho nên là cái hàm why nó không nhận được. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ debug lại. Chọn chức năng 1C. Rồi. Đến đây. Nó đang có dòng xanh nè. Nó chờ mình kiểm tra nha. Bây giờ kết quả của mình. Các bạn thấy là kết quả. Kết quả bằng. Mình sẽ chạy xuống dưới. Netline. Rồi. Kết quả của chúng ta đây bằng 0 nè. Kết quả bằng 0 nè. Tí nữa mình đổi thì nó kết quả bằng 1. Kết quả bằng 0. Mà kết quả bằng 0 mà bằng 0 là đúng hay sai? Đúng. Đúng thì chúng ta chạy tiếp. Chúng ta chọn continue. Rồi nó chạy tiếp. Chúng ta chọn 2. Sau đó chúng ta chọn 0. Chọn 0 thì nó dạy vô đây lại. Kết quả của chúng ta hiện nay các bạn thấy là nó bằng 0 là kết quả cũ nè. Mình sẽ netline. Tức là nó chạy qua cái dòng lệnh này. Bây giờ kết quả bằng 1. Hai cái không giống nhau, không bằng nhau. Kết quả bằng 1. Vậy nếu chỗ này kết quả bằng 1 mà mình so sánh với 0 thì 1 có bằng 0 không? Không bằng tức là sai. Sai thì mình kết thúc cái vòng lặp while này. Return. Không có quay lại ha. Đó. Nếu sai thì chúng ta sẽ kết thúc luôn. Không có quay lại. Như vậy các bạn hiểu về cái chỗ là mình làm sao để mình kiểm soát được cái nội dung code của mình. Nó cho ra dữ liệu là gì để mình biết. Thì cái đó chúng ta gọi là debug. Và các bạn là lập trình viên thì cái chuyện debug này nó sẽ nằm ở cái môn học là kiểm thử. Và cái này chúng ta gọi là unit test. Đó là kiểm thử từng phần. Và đối với lập trình viên đôi khi các bạn viết cái đoạn lệnh nó chạy. Nhưng mà cái dữ liệu nó trả về bạn không hình dung được dữ liệu đó kiểu gì.
thì chúng ta nên debug để chúng ta vô trong cái đoạn chương trình của chúng ta soi dữ liệu của nó, soi dữ liệu để chúng ta hình dung được là hiện nay chúng ta đang có cái gì, thì chúng ta mới hình dung được cái phương án để chúng ta xử lý cái dữ liệu đó. Còn nếu mà các bạn không debug thì bản thân ở bên ngoài các bạn cứ mường tượng mà các bạn không hình dung rõ, thì lúc mà các bạn xử lý dữ liệu rất khó. Cho nên debug nó có hai ý nghĩa. Một là tìm ra lỗi, bug là lỗi, tìm ra lỗi. Hai là đôi khi không phải lỗi mà chúng ta tìm ra cái dữ liệu mà cái đoạn chương trình của chúng ta nó thao tác như thế nào. Được không nào? Đó là debug ha. Và cái đoạn chương trình này thầy đưa cái kết quả để nhìn cho nó rõ thôi. Chứ còn nếu mà chỗ này chúng ta viết thì các bạn không cần kết quả này. Các bạn cũng không cần đưa ra cái đoạn lệnh riêng. Các bạn chỉ cần compare vô đây là đủ. Chúng ta làm như vậy là xong. Bạn có muốn tiếp tục không? Đưa vô biến trả lời và chúng ta compare cái biến trả lời đó với có. Nếu đúng nó trả về giá trị là không. Chúng ta lấy giá trị không đó chúng ta so sánh với không. Nếu mà không bằng không tức là đúng ý của chúng ta rồi, muốn quay lại thì sẽ quay lại. Nhưng nếu trong trường hợp mà chúng ta gõ chữ C hoa thì nó có bằng không? Không bằng. Vậy chúng ta sẽ có trường hợp gì nữa? Hoặc là C thường, hoặc là C hoa. Như vậy hoặc là gì? À, như vậy chỗ này các bạn sẽ copy chỗ này ra, hoặc chỗ này chúng ta sẽ hoặc str cmb của trả lời phải C hoa bằng bằng không. Trong trường hợp C thường bằng bằng không hoặc C hoa bằng bằng không đều quay lại. Rồi, thử nha. Một, và mình gõ C hoa, có quay lại. Mình gõ số 3, mình gõ chữ K, thoát. Được không? Như vậy, đây là các bạn đã hoàn thành của cái giai đoạn 1 của chúng ta. Code giai đoạn 1 của chúng ta chủ yếu là phần menu. Có những tài liệu, có những hướng dẫn tất tần tật các bạn viết chung trong một đoạn code. Có. Chứ không phải không. Các bạn có thể là tìm ở đâu đó tài liệu hoặc tìm ở đâu đó một cái video của một ai đó hướng dẫn và người ta viết tất tần tật các đoạn code chung trong một cái hàm men này thôi. Thầy không khuyến khích điều đó. Thầy khuyến khích các bạn viết cái menu riêng, rồi viết các cái chương trình con này riêng, để khi mà các bạn làm cái bài men này cực kỳ ngắn gọn, dễ hiểu. Được không? Và đối với lại code của chúng ta thì không có gì che, không có gì giấu cả. Bởi vì thầy chỉ hy vọng là các bạn code lại được, chạy được 5 điểm. Nói trước nha. Bạn nào mà kêu thôi em code 5 điểm, khi nào mà thầy chấm cái phần bài này của các bạn code rồi, chạy rồi, thầy kêu em ơi, em xóa cái đoạn này, em code lại giúp thầy một cái. Ok. 5 điểm. Tại vì thầy code rồi, chỉ có học thuộc thôi. Nhiều khi mà thầy vô tình thầy xóa cái đoạn này, thầy yêu cầu code lại. Code được không? Nếu mà code không được thì thôi. Bởi vì cái đoạn code y chang mà. Chỉ cần code lại như vậy, ok, 5 điểm. Được không? Và chúng ta sẽ có một cái bài tập tương tự thôi. Làm trong vòng khoảng cỡ 15 đến 30 phút. Nếu mà bạn nào làm nhanh
thì điểm nó sẽ cao. Bạn nào làm chậm, điểm nó sẽ thấp, và lấy 5 cộng với cái điểm thấp thì ít nhất nó cũng phải trên 5. Được không nào? Dễ không? Lấy điểm 10 có vẻ cũng dễ ha. Ha? Dễ không? Dễ mà. Đây, thầy sẽ chuyển cái code này cho các bạn luôn. Một chuyện cực kỳ đơn giản nha. Các bạn sẽ code lại. Không cần các bạn phải gì cao siêu cả. À, mình chỉ cần code đúng, code đủ, hiểu, chạy. Và có thể code lại một cái đoạn bất kỳ trong này. Hoặc là thầy cần các bạn giải thích chỗ này tại sao phải dùng prep. Nếu không dùng thì sao? Thì các bạn sẽ được 5 điểm. 5 điểm dễ không? Dễ. Ok nha.